Dạ, kênh bonsai Lộc Tỉnh miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú. Thì hiện con đang có mặt tại xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp của chú, khu vườn của anh Dũng cũng khá lâu lâu rồi. Anh mới lên clip để giao lưu cùng quý cô chú. Con cũng mời quý chú mình xem clip mới nhất của anh và giao lưu ủng hộ anh ha. Thì trước mắt quý cô chú là một cái cây nguyệt quế to. Cây này thì lát nữa giới thiệu ở cuối clip nha chú. Cây này rất là đẹp luôn nè. Đó. Nuôi tay cành cũng lớn hết trơn rồi, sửa dây thì mặc dù dây cũng còn khá nhiều nhưng mà sửa cũng rất là đẹp luôn quý chú. Sửa chỉnh chu nét ha. Đó, cây này nuôi cũng tương lai cây đẹp. Đấy, thì nhà vườn của mình thì nhiều cây bonsai mini, đặc biệt quý cô chú có giao lưu rồi thì biết ha, linh sam 86 các dòng mini. Hôm nay thì cũng có một số cây đa dạng cho mình lựa chọn ha. Thì mời quý chú cùng gặp lại anh Dũng. Rồi, em chào anh Dũng ơi. Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị đến tới kênh Lộc Tỉnh miền Tây ha. Dạ thì hôm nay em cũng lên clip để giao lưu cho cô chị những cây bonsai thành phẩm hết tháng của chú chị. Thì bên em gồm có me chua và sam 86 ha. Và linh sam song hình và cần thân ha chú chị, đa dạng chủng loại ha. Dạ rồi. Thì số điện thoại của em nhà vườn em thì 0939 891655 nha. Dạ không để cô chú anh chị giờ lâu thì sẽ vô thông số cây số 1 ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi em cũng giới thiệu với cô chú anh chị từ từ ha. Vô anh Dũng ơi. Cây mã số 1 này là cây cần thân ha chú anh chị. Cây rất là quái nha. Em xây một vòng em sẽ báo giá ha. Cần thân mini quái ha. Em sẽ đo cái chỗ cái củ này ha, là nó 17 cm nha. Nó chiều cao thì nó 24 ha. Tới ngang thì nó 19 ha cô chú anh chị. Đó, cây mã số 1 nha, cây cần thân rất đẹp ha cô chú. Cây này em giao lô 500k ha. Nó cây phơm tàn rất mạnh này ha cô chú anh chị. 500 thôi anh ha. 500. Đó, cây rất quái của chú anh chị ơi. Rồi em xin xuống cây này nha. Dạ. Tiếp tục là cây mã số 2 ha cô chú anh chị. Số 2. Cũng là cây cần thân ha. Cây này củ rất là quái ha cô chú anh chị. Rất đẹp nha, củ rất là lực lực nha. Dạ. Cây này theo như là mà cái mặt cắt nó ở trên mà cái này đổi lại mặt cắt dưới ha cô chú. Ở trên thì nó không có nha, rất sạch ha. Em đo cái hoành củ này nha. Hoành củ ở đây là nó 25 ha. Chiều cao nó 23 nha. Tới ngang nó 21 ha. Cây này cũng đồng giá nha cô chú vậy. Cũng 500k ha. Dạ rồi. Cây cũ gắt quái của chú anh chị ơi. Đó, rồi em xin xuống cây này nha. 500. Nó cây này em bắt thớt ngăn nắp đàng hoàng nha cô chú chị, chứ không phải phơm một mái nha. Dạ rồi. Cây bài luôn. Cây bài luôn. Rồi, tới cây mã số 3. Là một cây mai chiếu thủy nu gò công ha cô chú. Cây rất là già nha. Cây bể đế liền đạt nha cô chú chị. Cây một cục bể đế ha. Dạ. Nó đây nha. Đó. Này thì nhỏ để bàn anh ha, dễ thương. Cây này về để bàn hết chỗ che nha cô chú chị. Em đo hoành đây ha. Hoành đây là 18 hoành nha. Chiều cao nó 22 ha. Tới ngang nó 26 nha cô chú. Mã số 3 nha, mai chiếu thủy nu gò công ha cô chú chị. Cây này là mặt cắt chỗ này lành hết rồi ha cô chú chị, nó lành nha. Dạ rồi. Còn mặt cắt này thì em mới vớt lại ha. Cây này em giao lô 600k nha cô chú. Phơm tàn cũng tay chân cũng rất là lớn rồi ha. Giao nguyên lô 600k anh hả? 600k cô chú anh chị ạ. Nguyên cái chậu luôn ha. Nguyên lô em đi nguyên vậy luôn nha cô chú chị. Rồi, nguyên vậy anh em chỉ là mình tưới nước là mình chơi đó. Cây già cây của chú à, nuôi cũng lâu ha, chỉ cần lớn. Cây này cũng vẫn là mai chiếu thủy nuôi gò công ha cô chú. Nó cây này thì phơm tàn nó cũng rất là mạnh nha cô chú chị. Đó nha. Dạ đó. Mình bữa nay giao lô ít cây mình lấy gai thôi ha cô chú anh chị. Đây là hoành cho vị trí này là 14 ha. Chiều cao là 23 ha cô chú. Tới ngang là nó 27 nha. Dạ. Nó cây lên nu nè ha cô chú anh chị. Cái mặt này là lành rồi nghe cô chú. Lành rồi ha. Cái cốt này em nuôi lên là bằng ngón chân cái mình rồi nha. Cây này cũng 600k ha cô chú anh chị. Luôn cái chậu anh ha. Đi luôn chậu luôn nha. 600k thôi cô chú à. Cây này giá mềm quá cô chú anh chị ơi. 600k nha. Cái phơm nó mịn nè. Để bàn rất là duyên dáng luôn chú. Cái này để bông rất là thơm nha cô chú anh chị. Dạ. Mai chú thủy này qua thơm nha. Ta màu trắng nha. Rồi. Cây me anh ha. Tới cây me chua ha cô chú anh chị. Cây này cây lớn nha. Cây này phải đứng lên thủ vô công mới được cô chú ơi. Thủ vô công anh ha. Thủ vô công mới được. Cây me này cây me đổ treo ha cô chú anh chị. Dạ. Rất đẹp nha. Cây rất quái ha. Đây em xây một vòng nữa ha. Một hai vòng cho anh em xem nha. Cũ này ha, cây đi đất lượng ha, nó cái, treo lên ha. Cái này đọc ra cái chữ me luôn anh. Cái thân đó. Một cây đổ treo cũng như mà em phối đá với phối hai ông già ông quánh cờ ha.
Nó cũng như nó treo leo trên vách đá của chú anh chị ơi. Dạ rồi. Đúng rồi đó. Trời ơi, quạnh đâu trời, đem sao đo. Quạnh thân chỗ này đi hen, là nó 11 cm hen cô chú anh chị. Dạ, rồi. Đo cái co đó luôn nè, đo hết cái này nè. Đo lại luôn ha. À, nguyên cái củ cái co cái củ quái này đi ha. Đo được mình đo. Nó xiết ngàn đây thì nó 30 gần 36 mà tính 35 nha. Dạ rồi. Đó. Cây nó già, cây này cô chú ơi, nó chóc da hết rồi ha. Nguyên cái cành gớt của nó ha. Mình đo vậy nha, khớp vậy ha, là dạ. Nó 63 ha. Đó. Nó nằm ở trong cái chậu ống nó thừng rồi nghe cô chú anh chị. Cây tay chân này kia cũng rất là lớn ha. Nè bằng ngón tay cái mình nè ha cô chú. Nha. Đó. Dạ rồi. Cây già, cây nó bể đang bể da nha cô chú anh chị. Cây này có trái là rất đẹp nha. Mấy cái mâm này dễ thương ha chú. Bắt những cái mâm tay ha. Nó có trái nó thòng 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 xuống đây nè. Đó. Có trái nó thòng thòng xuống là nó không có thua cây me ở bên xe đét đâu cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây này em giao lô 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Cho cây me chua này nha. Luôn cái hết trơn này luôn anh ha. Em đi nguyên cái bộ vậy luôn nha. Nguyên cái bộ này luôn của chú. Em giữ đá giữ tượng cho anh em luôn ha. Dán động lắm chú. Dán này nó ôm chậu luôn ha. Dán nó cái đổ treo heo chị. Nó đưa ôm cái thân nó lắc lượng xuống ha, rồi nó móc ra lên nha. Treo ngược bám vào chậu luôn. Nó treo ra nó ha, nó đổ xuống ha. Dạ. Cái đổ treo rất đẹp của chú ơi. 2,5 triệu. Nguyên combo luôn ha của chú. Em đi nguyên combo luôn nha. Dạ, cái này đóng cái thùng cũng to lắm chú ơi. Cái này đóng cái kiện đi cũng hơi cực nghe cô chú anh chị. Dạ. Em bao sống bao ship nha. Rồi 2,5 triệu cho cây này ha cô chú anh chị. Dạ, rồi em xin xuống cây này nha. Chậu đá tượng ha cây. Dạ. Rồi trở lại đáo lại. Mai chiếu thủy nu gò công. Nu gò công. Dạ. Em xây một vòng nha. Mấy cây này thì rất là già ha cô chú anh chị. Ép chậu rồi luôn anh ha. Nu nó lên vú rồi hết trơn rồi ha. Lên như cái vú vậy đó cô chú ơi. Dạ rồi. Vị trí này là 17 ha cô chú. Chiều cao nó 23 nha. Cái nguyên cái tán bay cái ngang của nó là 31 ha. Dạ. Nó bể đế rất đẹp ha cô chú chị. Lên nu anh ha. Lên nu bộ đế tự nhiên cây già lắm cô chú ơi. Già còn hơn là tía em nữa. Cái này em cũng giao lưu 600k nghe cô chú anh chị. Dạ. Cái này nu hay là vú anh? Vú. Vú. Mai vàng thì có vú bò, còn mai chiếu thủy thì vú gì đây? Mà chiếu thủy thì vú em. Đó, cũng 600k nghe cô chú anh chị. Thiếu lâm hoài mấy cha. 600 thôi cô chú. 600 nghe. Cây rất là xinh cô chú ơi. Ép chậu rồi luôn. Em đi nguyên cái bộ vậy luôn nha. Cho anh em về mình tưới nước mình chơi nha ha. Dạ. Rồi, đổi giúp em anh Dũng ơi. Rồi tới cây Linh Sam 86 ha cô chú anh chị. Cây này phơm tàn rất mịn nghe, rất là thần chậu rồi ha. Cây này em chưa có qua lên chậu men nghe cô chú. Nhà anh em là có chậu men sẵn ở nhà thì mình về mình qua chậu giùm em ha. Đó, vị trí này thì 10 cm thôi ha. Cây này nó nhỏ như cái bể đế dưới này là nó cắt lớn nha, nó còn cái cây tử dưới này ha. Nó có cái bể dưới này nghe cô chú. Dạ. Chiều cao nó 17 ha. Tán ngang trên này thì nó 22 nha. Nó cây rất thần chậu nghe cô chú anh chị. Mình nhổ ra vậy nè ha. Nó vừa nhổ ra vậy mình bỏ qua nha. Dạ đó. Quá ok ha cô chú anh chị, chỉ có 300k thôi. 300. Nó cây nó mịn, cái phơm tàn mịn rồi nè. Dạ rồi, 386. Cây này cũng sam 86 ha cô chú chị. Cây này một cốt mà ba thân nha. Cây tam tài ha cô chú. Yeah. Nguyên cái củ đế rất là già nha cô chú chị ơi. Dữ lắm, già luôn. Cây này thì nó lớn hơn nha cô chú chị. Em đo cái hoành nó luôn ha. Đo cái hoành nó bao nhiêu ha. Hoành ở đây là nó 30 nha cô chú chị. Chiều cao nó 15 ha. Tán ngang nó cũng 30 luôn nha. Dạ, yeah, một cây phơm tầng đa lực ha cô chú. Cây rất là lực cô chú chị, lùng lực nha. Lùng lực. Cây này em vô lô 400k ha cô chú. Chỉ 400 thôi anh ha. Chỉ 400 thôi. Mình ép chậu thích hợp mình để bàn của chú rất đó. Là. Mình về chỉ mình nhổ ra ra vậy nè, nhổ ra vậy nè. Đó, dễ nè. Mình bỏ qua chậu men thôi, quá dễ dàng. Dạ rồi. Tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp tục là bã số 9 nha cô chú anh chị. Là một cây sam trái ha, sam núi trái xù nha. Sam trái xù. Nó đang lên xù ha cô chị. Nè nó xù bệt nè ha. Xù rất là đẹp nha. Nè. Dạ rồi. Một cây quan nhân rất đẹp ha cô chú. Cây này em lên chậu nhựa nha, chứ không được chậu men ha. Em đo hoành ngay chỗ này ha, là nó 12 cm ha.
nguyên cái bộ rễ của nó thì nó 32 nha. Dạ. Chiều cao nó thì nó 43 ha. Tán phơm gớt của nó thì nó 44 nha. Cây này em gieo lô 600 cây ha cô chú anh chị. Cây em được bắt mâm bắt thớt hết nó rất hoàn chỉnh nha. 600 anh Dũng ha. 600k. Cũng dễ chơi ha. Cây này nó cũng có muốn lên trái lại gai cô chú anh chị. Vàng xương cành anh bắt cũng khéo chú. Bắt mâm bắt thớt hoàn chỉnh hết rồi không cô chú, ngăn nắp hết nha. Dạ. Rồi. Rồi em xin xuống cây này ha. Đổi giúp em luôn ha. Theo luôn. Tới là một củ cần thân rất là to ha cô chú anh chị. Dạ. Nó cây này nuôi tương lai đẹp luôn chú, cây cây này rất sạch cây nha chị, không có chạy xước gì hết ha, chỉ có cái mặt này là ba, nó có ba vớ để em vớt lại mình cho nó đẹp ha, nó cho nó hai cái mối này nó kéo cho nó mau qua lạnh ha cô chú. Dáng thú luôn anh ha, cây hình thú nha, cần cù thân tiến, cần cù thân tiến của chú ơi. Thú nhưng mà sửa theo cái lối cây bài luôn anh ha, cành cây bài luôn, hai phong có ở sau luôn ha chú, ngọn đồ đầy đủ hết rồi. Cây này đúng cây lắm nghe cô chú anh chị, nuôi tay cành lớn thôi cô chú à. Cây này mình càng nuôi thì giá thành nó càng cao nữa nghe em, để cái con thú này cũng như nó tượng trưng, cái cây nó giống con thú này cô chú chị, nó nằm nó quái đầu ha. Dạ nó giống y hệt nha luôn anh ha, mà một con nằm một con ngồi. Dạ. Em đo cái vị trí nguyên cái hoành đế của nó vậy ha, là nó 50 ha cô chú chị. Dạ rồi. Nó rồi em lên đây nha, lên cái củ đặt đây ha, lên củ đặt trên này là nó 45 nha. Đó. 45. Nói chung là... em xiết ở trên này hen là nó 20-23 ha, gần 24 mà tính 23 thôi nha. Dạ. Chiều cao thì nó 38 ha, nguyên cái tán bài của nó vậy thì nó được 44 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. 40 con tư nha. Cái này được cái là bộ tay cành nó chuẩn theo chú. Tay cành nó bắt mâm chuẩn hết ha cô chú anh chị. Đó. Dán thú chỉ một mặt cắt duy nhất thôi anh Dũng ha. Chỉ có một mặt ở trên này thôi nha. Dạ. Mặt trên này buộc phải có ha. Là còn gì ngoài ra là nó rất là sạch nha, không có vết sẹo xước gì hết ha. Cây rất là già cây nghe anh em. Mặt cắt đó thì quý chú yên tâm ha, tại vì hai cái chi cành này nó chặn đây rồi thì kiểu gì mà muốn nó cũng cuốn lại hết. Tay mâm rất là đều ha, cái phơm rất là mạnh ha cô chú anh chị. Dạ. Nó cần cù thăng tiến nha. Rồi, cây này cây phong thủy rất là tốt ha. Giá sao đây anh Dũng ha? Cây này em giao lưu là giá là 2 củ 2 ha cô chú anh chị. 2,2 triệu nha. 2,2 triệu luôn chậu anh ha. 2,2 triệu em đi nguyên luôn chậu, nguyên tượng vậy luôn nha. 2,2 triệu luôn chậu luôn. Dạ. Cây này nó rất thần ở trong này rồi ha cô chú anh chị. Cây này anh em về mình lấy lửa mình đốt nó chưa chết nó nha. Rồi. Cây rất là thần ha, rất sống mạnh nha, 2,2 triệu nha. Rồi cây này ha. Em xin xuống cây này ha. Dạ. Nặng lắm cô chú ơi. Cây này đẹp á. Cây này nuôi sau này tay cành lớn lên cây này đẹp. Rồi tới mã số 11 là một cây nguyệt quế ha cô chú anh chị. Cây nguyệt quế này nguyệt quế lá trắng mà ghép ra lá loại lá dài ha. Dạ, hai nhánh đó là hai nhánh ghép anh ha. Ghép nha cô chú. Hai nhánh ghép chứ không phải cây ghim nha. Được cái là cái thân nó rất là độc đáo nha chú. Cái đường thân nó lượn đi rất là đẹp luôn. Thân nó quái rồi cô chú anh chị, cây cũng như cây quan nhân rất đẹp cô chú ơi. Em đo vị trí này là nó gần 14 mà em tính 13 nha. Dạ rồi. Chiều cao thì nó 34 ha. Cái cành gớt của nó là được 30 ha cô chú anh chị. Cây này em vô lô 700k nha. 700 cũng giao luôn chậu anh hả hay là sao thôi? Em đi nguyên chậu gì luôn cho anh em chơi ha. Dạ. Mình về mình chỉ là chăm sóc nước nôi thì mình đầy đủ rồi là nó sống rất mạnh nha. Có nó có hoa rất là thơm nha. Có chậu là giao chậu luôn. Nó em đi nguyên chậu gì luôn nha. 700 thôi cô chú ơi. Cây có 700k hả? Cây này để bàn quá đẹp. Cây này đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Dạ. Nói nha, thôi em xin xuống cây này ha, 700k nha. Dạ rồi. Tiếp tục là một cây me chua ha cô chú anh chị. Cây me chua cũng dán quân nhân ha, mã số 12 nha. Cây này đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Cây này nó vót cây cái củ rất là to mà nó vót lên đây nó vót ngọn ha, rất đẹp cô chú ơi. Dạ. Em đo chỗ cái vị trí chỗ này ha, về chỗ củ này là nó 26 ha. 26 cm nha. Chiều cao thì nó được 45 ha cô chú anh chị. Cái cành gớt của nó thì nó được 33 ha. Dạ. Nói em quay một vòng em báo giá cho anh em chơi nha. Hai cái mã số 12 này ha là 1,2 triệu ha cô chú anh chị. 1,2 triệu nha. Này cái tay cành của nó là em nuôi là nó được bằng ngón tay rồi ha cô chú. Đây nha. Dạ. 1,2 triệu.
1,2 triệu cho cây me chua này ha cô chú chị. Cây quen nhân rất là đẹp nha cô chú. Rồi em xin xuống cây này ha. Xuống anh này. Tiếp tục luôn. 12. Tiếp tục là mã số 13 ha, là một cây Samsung hình ha cô chú anh chị. Samsung hình rất là to nha. Yeah. Cây phơm tán này ha. Cây này em bắt mâm rất là hoàn chỉnh ha cô chị. Mâm bắt thớt hết nha. Cái bàn tay mình phạt nha, là nó vừa dặn lắm ha cô chú anh chị. Này nè, tay em phạt nha. Không phải một máy nha. Đây nè, cái tay này em phạt từ mâm từ thớt hết ha. Nó ở dưới này nè, phạt nha. Nó. Rồi. Đây em xây một vòng nha. Có ngăn có nắp hết ha cô chú anh chị, như ruộng bậc thang nha. Dạ, đó. Cây này ổ đế tự nhiên ha cho cô chú anh chị. Đế này không sắp anh ha. Không có sắp, đế tự nhiên nó có cho hơi sung găng bên đây nha. Nó cũng có chỗ trống anh ha. Nó có sung chỗ trống nha, chứ nó không có đều như là mình sắp nha chú. Cây nó già, nó phải sung găng thôi anh em ơi. Nhưng mà nhìn mặt tiền thì nó đầy nha chú. Mặt đẹp ngay mặt tiền luôn anh ha. Đúng rồi. Đế đẹp ngay mặt tiền luôn. Bên đây thì nó hơi sung găng nè. Dạ. Nó cũng như người già. Bù trừ phía trước thì nó đầy. Đây. Đó. Em đo thông số ha. Hoành em siết ngay chỗ cái eo này nghe cô chú anh chị. Siết ngay eo này là nó gần 24, mình tính 23 ha. Dạ rồi. Mình đảo nguyên cái này ha, là nó 100 ha cô chú anh chị. Tổng cái tổng này. Tổng cái nồi đế ha, đây. 100 nha. Dạ. Chiều cao của nó là nó 42 ha. Cao 42. Tán ngang thì nó tán ngang nó 69 nha. 69 anh ha. Đó, cây dữ lắm, đẹp ha cô chú anh chị. Đế cây thì đế thiên nhiên ha cô chú. Đế thiên nhiên vậy thì cũng chơi được rồi cô chú ơi. Cây này là cây thành phẩm coi như là 90% rồi ha cô chú anh chị. Đó. Cây này mình để bông mình xiết nước chừng 5-7 ngày cái mình tưới nước lại, mình kích rễ vô cái là qua nó ra gực gỡ nguyên cái phơm này luôn nha. Dạ. Cây đẹp lắm cô chú ơi. Cây này em giao lưu cho với cô chú anh chị là 4 củ ngang 4 triệu ha. 4 triệu cho cây này anh ha. 4 triệu cho cây Samsung hình này ha cô chú anh chị. Samsung hình này hoa tím rất là đẹp nha. Hoa tím như hoa tím bằng lăng vậy ha, lục bình vậy đó ha. Cái màu nó vậy đó ha cô chú. Dạ. Đó rồi. Em xin xuống cây này nha. Còn tới cái nào. Rồi. Đổi giúp em luôn. Rồi đây khi khiêng cái cây lớn kia nó cũng hơi nặng ha cô chú anh chị. Bắt hai người khiêng lên nha. Tới cây này là cây me ngọt ha cô chú anh chị. Cây me ngọt giá quan nhân rất là đẹp ha. Cây này bữa nay lên quá trời đã luôn ta ơi. Rồi, một cây dáng văn nhân. Cây này phải thủ thôi, mình thủ vô công nữa mới được. Văn nhân cành rớt. Dạ, quay đi ạ. Quay tròn vòng cái đó giúp em ha. Cây này cây me ngọt ha cô chị, cây đọt hồng ha, đọt đỏ ha. Dạ. Me thái ha cô chú, chứ không phải me chua nha. Hàng này hàng độc chứ không phải là hàng hiền ha cô chú anh chị. Hơi khó kiếm nha. Đó. Dáng thế rất là đẹp của chú anh chị ơi. Rồi dừng vị trí này luôn anh ơi. Rồi em đo hoành chỗ này nha. Hoành ở đây là 18 cm ha. Lên trên này thì chắc cũng vậy. Lên này 17 cm nha. Dạ. Có mấy cái cục hồi đó người ta cắt anh ha. Mày nó cái mặt cắt cái... mình xử lý keo liền xẹo đó. Dạ. Cái nó thành cái vú luôn. Dạ. Chiều cao ha. Chiều cao tới miệng chậu đi ha. Là 70 nha. Cành gớt của nó 55 ha cô chú anh chị. Dạ. Cành gớt 55 nha. Vậy được rồi ha cô chú. Cái này nếu mà cô chú về không thích chơi cái nhánh này cô chú bỏ luôn cũng được. Bỏ luôn cái này. Thì vì cái này không cũng đẹp luôn nữa. Thì vì quyền của anh em thì anh em muốn vớt sao vớt ha anh em. Dạ. Còn mình làm thì là mình làm vậy là mình giao lưu ha. Lấy cái đoạn thân đó ha, lột cái co đó ra nữa. Me ngọt ha cô chú anh chị. Cây quan nhân rất đẹp ha cô chú anh chị. Em đi thì em sẽ rút chậu ha cô chú. Em bó bầu cho cô chú đi cho nó nhẹ chút nha. Chứ cái chậu này cũng đập ra cũng bể vậy ha. Dạ. Đó. Đế thì hồi đó mình nuôi mình cũng rút cũng sát rồi anh ha. Đúng rồi, đế rút sát trong này rồi. Đế rút sát. Cây này rất là mạnh, nó thừng rất lâu rồi. Nó dài lắm, dài nghe anh em. Dạ. Những cái mặt cắt hồi đó xử lý keo cái nó ra nó bít ra. Nó bít lại nó thành vú vú luôn cô chú chị. Tạo thành những cái nu quá. Rồi. Mấy cây này mình nuôi cũng khá là lâu rồi, mấy cái mặt cắt này cũng hơi cũng lớn lắm mà nó thành liền hết rồi ha cô chú anh chị. Cây này em giao lô 3 triệu ha. 3 triệu anh ha. Dạ 3 triệu. Bao ship toàn quốc. Cái này rút chậu anh ha. Cây này em đi em rút chậu bó bầu nha.
Dạ, chậu xi măng thì mình rút chậu bó bầu của chú ơi. Vì anh em để qua cái chậu chậu kiểu chậu đẹp đó, là cái cây này nó còn lên đô la, nó còn lên nữa nha cô chú anh chị. Đó. Cái này anh vô lô ở đây chỉ là có 3 triệu thôi nha, em bao sống bao ship ha. Dạ. Rồi giữ đó đi. Quá trời đẹp luôn cô chú ơi. 3 triệu. 3 bao triệu ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc. Cây mầm thớt hết ha cô chú anh chị. Đó nha. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Rồi cái xuống bến hay gì? Đâu? Cây nguyệt quế. Nguyệt quế. Rồi tới cây nguyệt quế lá sắn bông chùm không chú chị? Cây này em chơi lũa nha. Lấy cái đó ngay lại nè. Cây này cây phụ khu phụ ha. Cây lên lũa rất đẹp của chú anh chị, cây già cây nó cái da nó láng lượm luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây thường thường nó già nó bị lũa ha, thường thường nguyệt quế lá sắn bông chùm này nó hay bị lũa vậy ha cô chú anh chị. Rồi mình chơi lũa luôn nha. Gỗ nguyệt quế thì nó cứng lắm chú ơi, cây già cứng. Cây này sống rất là mạnh nè ha cô chú anh chị. Nó tuy rằng nó lũa nhưng mà nó mạnh lắm nha. Xử lý lũa cho mình luôn, rất là kỹ càng. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú anh chị, em cũng bắt mâm ngăn nắp hết rồi ha cô chú anh chị. Cây này lên hình biết sao chứ ở ngoài nó dưới đóm đẹp nha, nó lớn lắm ha. Phu phụ lên hình nó còn đẹp hơn ngoài nữa anh ơi. Vậy hả? Cứ yên tâm đấy. Phu phụ coi như hai vợ chồng với đó cô chú anh chị ơi. Phu phụ phu thê quanh ở đây em đo là 39 ha. Rồi chiều cao là nó 64 nha anh em, nó hen em đo một cái tay tượng trưng thôi ha, tay đây đây là nó 17 cm nha. Dạ. 8 ngang nó 82 lần ha cô chú anh chị. Tán rộng 82. 82. Già ha cô chú. Quá cái trời nó già luôn. Lũa rồi ảnh làm lũa cho mình luôn à. Xử lý lũa luôn. Xử lý thuốc lũa đàng hoàng nha cô chú anh chị. Cây này không bao giờ nó bị lũa nữa nha. Rồi. Cây này giá sao đây anh Dũng ơi? Cây này em giao lô 3 triệu ha cô chú anh chị ơi. 3 triệu anh Dũng ha. Bao chị 3 triệu thôi. Cây này là nó bị lũa chứ không bị lũa thì giá thành nó cao nữa nha. Dạ. 3 triệu cho cây nguyệt quế lá sắn bông chùm này hen cô chú anh chị. Đó nha. Nó cây này em bắt mâm là hoàng của chú anh chị thấy rồi ha. Dạ. Nó rất là ngăn nắp hen cô chú anh chị. Tiếp tục anh Dũng ha. Rồi tiếp tục mình cũng cây nguyệt quế lão tướng nha cô chú anh chị. Rồi ra ngoài đi anh ha. Cổ lão nha. Cổ lão. Giống như ban đầu con giới thiệu ha cô chú. Mình ra ngoài này với con ha. Cây này dữ lắm, già của chú chị rồi. Nó già quá rồi em kêu bằng cây cổ lão luôn ha. Dạ. Cây này cái bộ đế nó dắt chữ A ha. Là nó em dựng như vậy là ống lên cho cái cây nó phát triển mạnh ha của chú chị. Mình dở xuống vậy ha, nó xuống còn cái đế nó lớn nữa nha. Dạ rồi. Đó nha, em đo cái hoành đế này coi bao nhiêu ha. Đo từ dưới lên trên luôn đi anh ơi. Ừ. Em xiết ở dưới này nha. Ở dưới này là nó 87 ha. Dạ rồi. Đó. Xích lên chặn nó đi. Rồi xiết lên đây ha. Ở đây thì nó 55 nha anh em. Dạ. Lên chặn này nữa ha. Rồi. Trên này đi nha. Trên đó luôn ha. Trên này đi. Trên này thì nó hoành thân nó thì nó 32 ha. Dưới này nữa nè. Có nhiều chỗ đi. Ở đây thì nó 33 nha. Dạ. Đó, cốt cành lớn ha chưa. Chiều cao nó thì nó 100 nha anh em. 100 ha. Em đo tượng trưng cái cốt số 1 ha. Đo đi anh rồi báo chính xác đi. Cái cốt này là nó 9 cm nha. 9 ha. 9 cm. Nó to heo chưa? Được cái cốt này cũng vậy luôn anh em ơi, 9 cm ha. Anh Dũng ơi. Nó tương đương. Tán ngang thì nó trời. Tán ngang nó 114 của chú anh chị ơi. Dạ rồi, 114 nha. Đặc biệt là có thêm nhánh âm. Có một nhánh tử rồi một chơi cây bonsai tử như này ha. Đo cái tử này. Cái cành tử cành âm dưới này thì nó 10 cm nha. Cái gốc thì nó nở heo chú. Cây rất đẹp của chú anh chị ơi. Nó nguyệt quế thì nó hay bị có cái mấy cái lỗi này hay không chị mà em xử lý hết rồi ha.
Thì từ từ nó sẽ kéo bít nha cô chú anh chị. Cây nó già cây ha. Cây bộ đế dách chữ A nha, rất đẹp ha. Nó cây dáng lắc lượng ha cô chú anh chị ơi. Nè, cái cây trực lắc nha. Dạ rồi, cây đó. Form dáng đa trực lắc ha. Quá trời đẹp, em bắt mâm nha cô chú anh chị. Mâm ngăn nắp hết ha. Cây này mà lên vàng lá, cái tròn đầy, cái nó là mịn, cái nó là rất ok. Cây này nó lên vàng lá, giờ nó chỗ bông cái là giữ lắm thơm ha, gật gỡ luôn nha. Nó anh em nào thì có hợp nhãn thì mình cứ việc là liên hệ với em ha. Cái này em giao lô là 15 củ nha, 15 triệu ha. 15 triệu anh ha. Dạ. Rồi, đó. Cũng bao ship không chậu anh hả? Mà em rút chậu nghe chú chị, em có anh em mà có chốt đi thì em rút chậu ha. Em rút chậu bỏ chậu xi măng này em bó bầu nha. Em bó bầu em đóng kiện em đi cho anh em ha. Dạ. Còn thí dụ đó. gần 100-200 cây thì mình tặng chậu luôn ha. Nếu mà xe được thì tặng chậu luôn ha. Cỡ hai nha, em bao chậu thì em đi nguyên chậu thì 200 cây nha. 200 cây thì em đi nguyên chậu được. Dạ, cái mà cắt trên này nó còn nhỏ hả chú? Hai chi cành này nó nằm hai bên rồi ha. Cái này hai bên thì nó kéo vô thì mau. Nó lọc non khá nhiều. Nó đang ra nọc, nó đang ra nụ bông này cô chú chị ơi. Dạ. Nha, đang ra nụ bông ha. Rồi. Cái này anh em chốt mà về tới nhà là bông nó nở ra nha. Rồi để em đi qua bên này cái anh Dũng ơi. Mặt sau đẹp hơn mặt trước. Mặt sau đây. Mặt sau nó liền lạc hơn hả cô chú chị? Nó mặt sau nó liền lạc, nó mặt trước thì nó hơi mình thấy nó bị lỗi ha, nó có lỗi ha. Đây mặt tiền thì nằm bên đây. Tại vì mặt tiền thì nó bị mấy cái vết lẹ lũa này hả cô chú chị? Nhưng mà cô chú anh chị an tâm ha, em xử lý hết rồi nha. Từ từ nó sẽ kéo lạnh ha, em chừa mấy cái nhánh bơm này ha. Dạ. Mấy cành bơm này nha. Rồi, 15 triệu anh ha. 15 triệu anh em ơi. Rồi cây này cũng là cây cuối clip hay cô chú anh chị. Dạ. Cuối clip em cũng chúc cô chú anh chị mạnh khỏe và thành công trong công việc và trong cuộc sống nha. Em xin chào và xin cảm ơn ha. Dạ. Hôm nay nhiêu đây thôi hả anh Dũng? Hôm nay em có nhiêu cây đây hả cô chú anh chị ơi? Những cây lớn lớn không ha. Dạ. Thì em giao lưu nhiêu đây thôi. Cũng khá lâu rồi mới quay trở lại hả chú. Rất mong được quý chú yêu mến ủng hộ cho anh ha. Con xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.